Liên tiếp các vụ trọng án xảy ra trong thời gian qua ở nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nhiều vụ việc cho thấy chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, kẻ thù ác sẵn sàng ra tay dã man, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Điều này đang khiến cho nhiều người dân bất an, lo lắng an toàn cuộc sống của mình và những người thân trong gia đình. Đây là hiện trường vụ xác hiện hai xác chết giấu trong khối bê tông tại huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Theo điều tra, vụ án được xác định do 4 đối tượng nữ là thủ phạm. Các đối tượng khai trong quá trình tu luyện một giáo phái chưa được công nhận ở Việt Nam, đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến sát hại rồi phi tang xác đồng môn. Ôi sợ chú ơi, tôi đang còn run này nữa. Mà tối đấy mấy con bé này ngủ nó cứ khóc á. Tôi mới đúng là sợ lắm. Và mới đây nhất, một vụ án mạng hết sức nghiêm trọng vừa xảy ra khiến 4 người trong gia đình ở phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương xác định nguyên nhân ban đầu có thể là do mâu thuẫn nên người chồng đã sát hại vợ đang mang thai, con nhỏ rồi treo cổ tự sát. Qua đây cho thấy, ngày càng xảy ra nhiều các vụ thảm sát khiến người dân cảm thấy bất an. Tôi thấy lo sợ là cái vấn đề đạo đức của con người ta ngày hôm nay nó bị xuống nhiều quá. Tức là có những cái xích mích nó không có đáng mà cũng giết người. Tôi thấy là do có thể là do ảnh hưởng cái sự giáo dục hay sao. Theo một số chuyên gia, nguyên nhân của những hành vi tội ác là do lệch lạc về nhận thức, hành vi và lối sống. Một điều không thể thiếu đó là sự yếu kém trong giáo dục đạo đức con người. Nguyên nhân đầu tiên đó là về vấn đề giáo dục con người. Nó là sản phẩm của một xã hội đang quản lý kém, yếu kém, không kiểm tra được. Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm nói chung và phòng ngừa đối với tội phạm giết người nói riêng, nhiều chuyên gia đánh giá căn nguyên của những hành vi tội ác đó là do thiếu đạo đức. Đã đến lúc ngành giáo dục cần phải làm tốt hơn nữa trong việc giáo dục con người, từ gia đình cho đến ngoài xã hội. Đặc biệt, quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục qua các phương tiện truyền thông. Có như vậy mới mong con người hạn chế được các hành vi dã man cho cộng đồng.